Rồi, chào các bạn nha. Thì mình vừa mới đào đất thì mình bắt được con rắn lạ nè. Con rắn này nó có bốn cái chân. Rắn này nó lạ quá. Thì rắn này cũng thường bắt gặp lắm. Một khi đào đất thì có thể bắt được nó. Thì rắn này rất là nhỏ, chỉ bằng cái đầu đũa thôi. À, nó dài khoảng chừng 10 cm. Đây nó có bốn cái chân nhỏ nè. Đây bốn cái chân. Thì giữa khoảng cách bốn hai cái chân trước và hai chân sau nó rất là xa nè. Nó không như con rắn mối. Nó cũng không giống con rắn bình thường mình nữa. Nó một phần là giống con rắn mối, một phần thì giống con rắn rắn giun. Rắn lạ nhưng là rất thường bắt gặp nó. Đây này, bốn cái giò nó rất là nhỏ bé nhưng nó bám vẫn được. Không, nó giống như con rồng vậy. Không, cũng chưa biết cái tên của con rắn này là rắn gì. Thì ở vùng đồng bằng này là gì? Bắt gặp nó hoài luôn á. Nó giống rắn mối con quá này. Nhưng không phải. Rắn rồng. Rất là dễ thương. Hai cái chân bé tí luôn. Đấy, rắn có chân là có thật. Tôi cho các bạn xem một chút thôi. Vậy chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.